Xin chào tất cả mọi người, Ngọc chuẩn bị ra đường đi chơi đây và sẽ có một cái lớp bảo vệ làn da cũng như là trang điểm nhẹ một xíu để cho mình tươi tắn hơn. Và đây chính là bộ đôi thần thánh mà Ngọc sẽ sử dụng để đi ra ngoài, đó chính là toner cân bằng độ ẩm cũng như là kem dưỡng da ban ngày. Đây chính là toner để giúp cân bằng độ ẩm làn da của mình, nó sẽ không bị quá dầu hay là quá khô, và đặc biệt đó là với những cái mùa hè nắng nóng như thế này nó sẽ làm dịu da của mình ấy. Rất là thư giãn luôn. Cái toner này Ngọc sử dụng cả ngày như kiểu là xịt giải trí mọi người ạ. Vì nó rất là mát và nó rất là thơm, giống như kiểu là mình phả vào những cái bông hoa hồng tươi vào mặt mình luôn ấy. Đó, và sau đó là mình sẽ sử dụng một lớp kem ngày dưỡng da của Laco. Lớp kem ngày này nó hay ho một cái, đó là nó có 3 công dụng mà Ngọc cảm thấy cần thiết nhất với Ngọc. Đầu tiên đó là nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó sáng nhẹ lên một chút. Nó sáng theo kiểu sáng hồng, đây mọi người nhìn nhá. Nó sẽ không để lại những cái vân kem. Nó sẽ không lộ vân kem, mình có thể thoa thoải mái đấy không? Mọi người nhìn thấy không? Rất hiếm, rất thật lòng luôn là rất hiếm có một cái loại kem dưỡng nào mà mình có thể thoải mái thoa như thế này mà không sợ nó bết dính. Bình thường á mình thoa là mình phải rậm, nếu không thì nó sẽ bết trên khuôn mặt của mình. Nhưng cái này thì mình sẽ thoa thoải mái. Thoải mái luôn. Nó sẽ rất là hồng, nó sẽ sáng. Cái trần đời này tôi sợ nhất là hai điều, một đó là nó lộ vân kem và thứ hai đó là nó trắng bệch lên, nhìn trông như là cương thi ấy. Đó, xoa rất nông dân luôn nhưng mà nó vẫn rất là xịn sò. Hai đó là nó có thành phần kem chống nắng với cái chỉ số là 30 SPS, nên là khi mà mình đi ra ngoài mà không đứng quá lâu phơi nắng ở ngoài trời ấy, thì mình chỉ cần dùng một cái lớp này là nó đã thay lớp kem chống nắng rồi. Và thứ ba đó là nó sẽ có thành phần DNA cá hồi giúp làm mờ những cái vết sạm và những vết nám ở trên cái làn da của mình. Nên đây là một cái sản phẩm mà trời ơi, cục cưng của Ngọc không thể nào thiếu nó được khi mà mình đi ra ngoài. Đấy. Làn da tự tin rồi, một chút son. Chút bông tai. Xong. Ôi, Ngọc đi chơi đây. Tạm biệt mọi người nhá. Bye bye.